Hơn 2 tháng, 80 lần đi khám chữa bệnh tại 18 bệnh viện từ bệnh viện quận trung tâm đến các bệnh viện huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân Nguyễn Tuấn Khôi được nhiều bệnh viện chỉ định trùng lập các đơn thuốc. Quỹ bảo hiểm y tế đã phải thanh toán trên 60 triệu đồng cho câu chuyện khám chữa bệnh kỳ quặc này. Theo ngành bảo hiểm xã hội, trường hợp như bệnh nhân tên Nguyễn Tuấn Khôi không phải là hy hữu. Có những trường hợp tương tự đã đi khám chữa bệnh hơn 50 lần tại 8 bệnh viện trên địa bàn. Hiện ngành bảo hiểm đã chuyển hồ sơ vụ việc sang công an điều tra, xử lý. Chuyện bệnh nhân khám 80 lần như trên chỉ là một trong số hàng trăm câu chuyện về thủ đoạn trục lợi bảo hiểm xã hội. Mới đây, cụ bà Nguyễn Thị Thùy Lan, ngụ quận Phú Nhuận, phản ánh về việc không khám chữa bệnh tại các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo, nhưng có dữ liệu khám chữa bệnh nhiều lần tại các cơ sở này. Nghi ngờ có dấu hiệu trục lợi, Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông tin cảnh báo đến các cơ sở khám chữa bệnh giữ lại người nào đi khám chữa bệnh có sử dụng mã thẻ của bà Lan. Bác sĩ Kim Phúc Thành, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện thành phố Thủ Đức cho biết, bệnh viện cũng đã phát hiện một số trường hợp bệnh nhân trục lợi khi khám bảo hiểm y tế, chủ yếu là mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc trộm cắp của người khác. Trước đây, bác sĩ Thành khi thực hiện khám cho một nam bệnh nhân trẻ tuổi, nhưng ký hiệu mã thẻ bảo hiểm y tế lại là của đối tượng hưu trí. Nghi ngờ dấu hiệu lạm dụng bảo hiểm y tế, bác sĩ hỏi vài thông tin sơ bộ về nghề nghiệp của bệnh nhân. Người đàn ông này khai đang là công nhân, làm việc ở khu công nghiệp. Sau khi biết bác sĩ nhận biết được sự giả dối của mình và đang liên hệ để gọi bảo vệ, thì nam thanh niên lẳng lặng trốn mất. Khi mà bệnh nhân khám ở một cơ sở khác và đến bệnh viện quận Thủ Đức, khi mà mình check thông tuyến thì mình đã thấy lịch sử khám chữa bệnh trước đó. Bác sĩ sẽ yêu cầu xuất trình cái toa thuốc để xem. Bác sĩ có thể biết là bệnh nhân này tái khám số lần nhiều hay ít, thực sự là có đúng bệnh hay không và có sự điều chỉnh cho nó phù hợp. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2017, ngành bảo hiểm xã hội đã có hệ thống thông tin giám định, trong đó có toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân. Để phát hiện ra đối tượng có hành vi trục lợi, chỉ cần lên hệ thống này để kiểm tra thông tuyến, dễ dàng nhận biết được bệnh nhân đã khám ở cơ sở nào, được thực hiện các cận lâm sàng và kê đơn thuốc nào trước đó. Đồng thời, bệnh viện thực hiện đối chiếu chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân với thẻ bảo hiểm y tế. Mặc dù việc kiểm tra này chỉ mất rất ít thời gian, nhưng trên thực tế, không ít bệnh viện vẫn để lọt bệnh nhân trục lợi bảo hiểm y tế do thiếu cập nhật phần mềm tra cứu, nhân viên thiếu trách nhiệm rà soát. Thậm chí, trong một số bệnh viện chủ quan không quản lý bệnh mãn tính, cấp cùng đơn thuốc nhiều lần cho một bệnh nhân đi khám nhiều lần. Đơn cử như bệnh viện Gò Vấp đã tiếp nhận trường hợp ông Nguyễn Tuấn Khôi đi khám đến 17 lần trong 2 tháng. Ngoài ra, nhiều bệnh viện không đẩy thông tin lên hệ thống dữ liệu của Bảo hiểm xã hội đúng thời gian theo quy định, khiến cho các bệnh viện khác không nhìn thấy thông tin trước đó. Những trường hợp quản lý lỏng lẻo như vậy đều bị Bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán cho bệnh viện. Các bệnh viện phải quản lý bệnh nhân cho chặt, kiểm soát cái lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân. Bây giờ là thông tuyến bệnh nhân có quyền đi tất cả các cơ sở khám chữa bệnh nếu họ có nhu cầu theo cái bệnh lý của người ta, nhưng không được trùng lắp. Bảo hiểm xã hội đã thực hiện cái hệ thống công nghệ thông tin, công cụ để kiểm soát, mà anh không có sử dụng cái công cụ kiểm soát đó thì phải chịu thôi. Cũng theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đối với bệnh nhân lạm dụng trục lợi bảo hiểm y tế, Cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi thông tin đến các cơ quan có thẩm quyền như Sở Y tế để xử phạt, đến cơ quan công an để điều tra, xử lý theo bộ luật hình sự. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính. Còn có những đối tượng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế chịu hình phạt gần 10 năm tù giam. Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ việc chuyển dữ liệu ngay khi bệnh nhân ra viện để quản lý vấn đề thông tuyến, tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, phải kiểm soát hồ sơ bệnh mãn tính để tránh cho toa và chỉ định dịch vụ trùng lập. Đồng thời, người dân khi đi khám chữa bệnh phải tuân thủ đúng quy định, quản lý thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ tùy thân có ảnh của mình, tránh để các đối tượng lợi dụng trục lợi.